có bạn trở lại với Khải Toàn. Các vị đang đau khổ vì con cái trong suốt một thời gian dài mà không thể xoay chuyển, hãy bán chúng đi. Bán những đau khổ của thế duyên, đầu tư vào Phật duyên. Đau khổ của thế gian mà không thể đoạn trừ, tâm thức ngày càng trầm xuống. Các vị ở đó mang trong lòng những phiền não vì con cái, vì người thân, chẳng giúp ích được gì cả. Mãi dính vào thế duyên, nhân duyên, chỉ khi nào các vị chí tâm đầu tư vào Phật Pháp, đầu tư vào thiền định, tâm lượng sẽ rộng lớn. Từ đó mới có thể dùng chút ít phước báo, hồi hướng cho con cái, hồi hướng cho người thân hay những người đã mất. Những bậc làm cha làm mẹ hiếm muộn đường con cái có thể ít phiền não hơn những bậc làm cha làm mẹ phước mỏng đường con cái, khổ não vì con cái của mình. Phiền não vì con không vâng lời, vì con nghịch ý mình nói A, nó làm B. Tức con của các vị ở nhóm liệt xanh. Khổ vì con chọn vợ chồng trái với ý của mình, vì con hóa gia sản của mình, thậm chí phiền não chỉ vì chúng kém cỏi hơn người khác. Những khổ tâm trên vẫn chưa phải là tận cùng của khổ đau. Hôm nay Khải Toàn xin chia sẻ hai câu chuyện, hai trường hợp. Những người mẹ phiền não vì con cái mất đi và chúng bỏ đi không lời nhắn. Khải Toàn chỉ mong các vị làm cha làm mẹ đủ sáng suốt, đủ định tĩnh để thoát khỏi phiền não. Không còn phiền não thì tâm bình khí hòa, mở lòng giúp chúng sanh tạo ích phước báo. Thậm chí thoát khỏi u mê để đến ngày rời khỏi ta bà này được về với cõi lành. Vì tâm thức một người nào đó trước khi lìa đời mà đầy oán giận, đầy tiếc nuối, linh quang không thể thắp sáng. Người mà tâm đầy oán giận, tâm chấp vào của tôi, không thể siêu thoát. Nếu có sẽ tìm đến bào thai của người mẹ đang đau khổ. Nói đơn giản, sẽ gặp người cùng tần số. Từ trường người lành sẽ gặp người lành, từ trường bất thiện sẽ gặp bất thiện. Mong chư vị đang phiền não vì con cái, hãy vì chính mình, vì những người còn lại, buông xả những gì ngoài khả năng để tâm thân tự tại. Chư vị dù có giàu có về tiền của, giàu lòng nhân ái muốn ban phát cho con cái để chúng được tốt nhất, nhưng các vị nên biết họa phúc từ ba đời, mỗi người đều có nghiệp phước của người ấy, không ai có thể thay thế cả. Cha mẹ con cái là nghiệp duyên, không duyên không thể cưỡng cầu. Phật dạy có bốn nhóm con: báo ưng, báo oán, đòi nợ hay trả nợ. Phật dạy con các vị ở đời hiện tại, nếu chúng báo oán hay đòi nợ, tức chúng rơi vào nhóm liệt sanh. Liệt sanh là luôn làm trái ý, luôn làm cha mẹ phiền não. Tùy sanh thì chúng đối đãi chừng mực, u sanh thì nói một chúng chuyển mười, luôn làm cha mẹ làm gia đạo rất tự hào, người có phúc đức. Nếu chúng làm các vị hỷ lạc trong 10 hay 20 năm rồi chúng mất đi, tức chúng đã trả xong món nợ. Trường hợp chúng mất khi chưa chào đời, đó là do linh hồn ấy chưa thật sự sẵn sàng cho kiếp nhân sinh này. Thời gian trước, Hải Toàn đến nhà xem phong thủy cho một cô gia chủ sinh năm 65. Cô có một công ty rất lớn, thuộc tớp ở Việt Nam. Mệnh cô chú là có nguồn tài lộc rất vượng. Cô là người mạnh mẽ, từ sinh thần bát tự đến tính cách bên ngoài. Cô sinh mùa thu tháng dậu kim vượng. Mệnh kim vượng lời nói đanh thép, rất uy lực. Thậm chí lời nói mang tính sát thương cao, dễ làm tổn thương người nghe nếu họ nhạy cảm. Người vốn mạnh mẽ, giàu có, tài giỏi, nhưng vẫn là con người, vẫn là một người mẹ, không thể nào thoát khỏi sự vô thường. Ngay những bước đầu tiên vào nhà, Hải Toàn chợt nhận ra gần bàn tiếp khách có một trang bàn thờ của cậu thanh niên trẻ. Điều ấn tượng nhất là xung quanh rất nhiều hoa tươi đẹp. Hải Toàn bước đến, thắp nén nhang, nguyện cho mong linh người quá cố siêu thoát về cõi lành. Sau tầm 30 phút, trò chuyện về mệnh, trao đổi về phong thủy căn nhà cô dự định mới xây. Xin lỗi, cô dự định xây mới. Cô bắt đầu bộc bạch. Càng nói cô càng rưng rưng nước mắt, không thể nào ngăn được những dòng nước mắt cứ tuôn trào.
Người trong ảnh là cậu con trai út của cô, em sinh năm 97, mất hồi đầu 2022 vì tai nạn giao thông. Trong thời gian qua, cô không còn tâm trí nào cho cuộc sống cả, bắt chiếc võng nằm ngủ cạnh bàn thờ, lòng đầy thương tiếc. Cô không chấp nhận sự ra đi của người con, không buông xả việc ngoài khả năng của mình, không quên được cái đêm nghe tin đứa con thân thương qua đời. Người báo tin là một em sinh năm 88, vừa là bạn trai của con trai, vừa là người thân tín trong gia đình. Cách nói giọng nói của cô hoàn toàn khác biệt so với năm trước, khi nói chuyện qua điện thoại với Khải Toàn, khi nhờ xem mệnh giúp cậu sinh năm 88 kia. Điều đó cho thấy cô đã suy sụp như thế nào. Cô nói thêm, trước kia cứ xem video của thầy trên mạng, rồi nói tôi nhà phải chỉnh như thế này, phải chỉnh như thế kia cho đúng phong thủy. Từ đó tôi mới biết đến thầy. Khải Toàn nhận định mảnh đất cô đang sống là một mảnh đất rất khí vượng, luôn có nhiều người công việc phát đạt, nhưng thật tình thiếu sự hòa khí. Cô đồng tình rằng nhà thường xuyên có lời qua tiếng lại. Trong suốt thời gian vừa qua, cô không có nổi những phút giây an tĩnh. Vừa nằm xuống, hình ảnh đứa con hiện ra trong đầu. Cô thắc mắc hỏi Khải Toàn, nó mất vì lý do gì? Vì mệnh kém hay vì do đâu? Khải Toàn đôi phần nghẹn ngào chia sẻ với cô, họ mạng phước báo từ ba đời, con cái hay cha mẹ do mình tự nhiên. Phật dạy, nếu đứa con làm ta vui, tức chúng đến trả nợ, trả xong chúng sẽ đi. Cõi kia mới là nhà, cõi ta bà này là cõi phiền não. Không ai thoát khỏi được sanh tử, không ai thoát khỏi được vô thường. Giờ cô có đau khổ ra sao cũng không thể thay đổi được thực tại. Cô càng đau khổ, cô không buông xả, đó là hạt giống của phiền não, kéo theo bao hệ lụy đáng tiếc về sau. Cô bỏ tất cả đau khổ vì người này sẽ không còn tâm trí cho những người còn lại. Cô chấp vào điều ngoài khả năng, có thể cho vong linh con trai khó siêu thoát, khó nhanh siêu thoát về cõi lành. Nếu người nào đó mất đi sau một thời gian nhất định trong gia đình không một ai mơ thấy, tức người đó đã siêu thoát. Người khi hồn đi khỏi xác, một là lên, hai là xuống, ba là lơ lửng ở lại, không thể rời đi. Một số trường hợp họ không biết mình đã mất đi, số còn lại do chấp vào cõi trần. Nhà tôi, vợ chồng tôi, tài sản của tôi, vật nào đó quý giá của tôi. Khi chấp vào thì không xả ly. Vì vậy cô muốn em ấy nhanh siêu thoát về cõi lành. Cô nên buông xả, nên nguyện điều lành, nên sống thiện lành để tích công đức và hồi hướng. Mệnh của cô là mệnh dễ phiền não vì con cái. Cô hiểu được đời sống là vô thường, việc xả ly được phiền não này chỉ chính mình cô mới có thể thoát ra được, cho tâm mình tự tại. Cô cảm mến những lời chia sẻ của Khải Toàn. Cô nói rằng sẽ cố gắng thiền định, cố gắng giảm trừ phiền não. Vài hôm sau, Khải Toàn làm lễ cầu siêu tại nhà cho con trai cô ấy. Cho người từng xem mình trên mạng qua những video của Khải Toàn, nay có cơ duyên gặp lại trong hoàn cảnh này. Nếu các vị đang có đau khổ vì con cái, vì người thân, dù bất cứ lý do gì cũng khó lòng lột tả bằng nỗi đau mất con. Nếu các vị rơi vào hoàn cảnh này, hãy sống chân thiện, để dùng năng lượng thiện lành hồi hướng cho những người đã mất và hiểu rằng có sinh ắt có diệt, chẳng có gì là bất diệt. Trường hợp thứ hai Khải Toàn muốn chia sẻ là trường hợp mất liên lạc với con cái. Cô sinh năm 59, tướng mạo đẹp lão. Hằng trên gương mặt tướng hảo ấy là một sự hiềm muộn kéo dài bao năm qua. Vì người con trai sinh năm 80 bỏ đi vài năm, không một lời nhắn nhủ, để lại mẹ già một mình ở Sài Gòn, để lại vợ con ở miền Tây. Gặp cô cách đây tầm 2 năm trước khi xem phong thủy nhà của cô, lần này gặp lại sắc thái của cô vẫn rất bi ai, dù đã tìm lại được con trai của mình. Cô ngày ngày khấn nguyện Phật Bồ Tát cho cô tìm lại được con trai của mình, cô sẽ xuống tóc ăn chay trả lễ. Cô nhắn tin hỏi Khải Toàn, cô tự xuống tóc tại nhà hay phải đến chùa làm lễ?
Hải Toàn mở lời mời cô đến nhà trò chuyện. Cô kể rằng trong suốt một thời gian qua, cô lặn lội rất nhiều nơi hỏi thăm tin tức con trai. Thân già một mình đi qua nhiều tỉnh thành, cô mong mỏi tìm được con trai của mình, mong mỏi tìm hiểu lý do vì sao bỏ đi mà không một lời giải thích. Hôm ấy tại một thành phố biển, cô nghe được thông tin có người con giống con mình. Chủ nhà trọ bảo rằng cậu thuê nhà ở đây, chiều nay ghé lấy đồ rồi sẽ rời đi. Cô nén lại sốt ruột như mọi lần, mong rằng lần này tìm lại được con trai mình. Sau vài giờ, người đàn ông ấy chính là con trai cô. Cô nghẹn ngào vì cuộc gặp và câu hỏi sao mẹ tìm lại được con. Sau khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, cậu lại tiếp tục một cuộc hành trình đơn độc. Chỉ nhắn lại người mẹ, con không thể nói lý do được, con sẽ quay về sau. Nếu ở trong hoàn cảnh ấy thật sự bối rối, người thì đã gặp mà nguyên nhân thì vẫn không biết vì sao. Sau khi nghe cô chia sẻ, Hải Toàn mở lời: nghiệp phước mỗi người mỗi duyên. Cô chỉ đạt được một ước nguyện tìm được con trai mình, chưa đạt được mong muốn biết cớ sự vì sao. Từ nay cô hãy buông xả ước nguyện kia đi. Cô cầu trời thánh vật cho tìm được con mình. Cô sẽ xuống tóc ăn chay, đây là ước nguyện có giao kèo. Vì cô xuống tóc tại gia hay đến chùa chỉ là hình tướng. Học Phật là làm theo hạnh Phật. Phật học là giáo lý, là kinh điển, là tự tâm. Dù cô không xuống tóc, không ăn chay, nhưng cô buông xả được những phiền não vì con cái. Cô ngày ngày hướng Phật mà không giao kèo, đó chính là lời dạy của Phật. Mệnh con trai cô vốn là mệnh kém duyên, vận hạn cũng rất kém, không thoát khỏi được nghiệp lực khi vào con đường, dẫn đến con đường làm ăn dễ mang phiền não đến chúng sinh. Con trai cô vốn rất khép kín nên khó chia sẻ tâm tư với người khác. Vì vậy mong cô hiểu và thông cảm. Nếu cô chí tâm hướng Phật, theo hạnh Phật, xả ly vọng tưởng, muốn con thay đổi theo chính ý mình, đó chính là con đường dẫn đến an lạc. Khi con người phiền não quá lâu, tâm thức u mê, khi chết linh quan sẽ chậm tích, lại đầu thai vào một gia đình kém may mắn, thậm chí không thể siêu thoát. Chư vị đang đau khổ vì con cái, đau khổ vì người thân, hãy bán chúng đi, hãy bỏ chúng đi, đau khổ như những quả cam hôi thối, có giữ lại cũng không thể dùng. Muốn đời sau hưởng phước báo, đời này trồng nhân thiện, muốn cuộc đời còn lại được an nhàn, phải xả ly tâm vọng tưởng, những ý niệm vượt ngoài khả năng. Chỉ cần chư vị xả ly được chữ tôi, sẽ không còn tôi muốn, sẽ chẳng còn tôi khổ. Cái khổ, cái muốn không có chữ tôi để bám vào. Không ít các vị đến gặp Hải Toàn chia sẻ tâm tư, đôi mắt hướng lại khi nghe lời khuyến thiện. Hải Toàn chỉ mượn giáo pháp của Phật, mượn thiền ý để giải bày. Vì còn lại chính các vị ấy tự lực tu dưỡng, tinh tấn hành trì. Vì vậy Hải Toàn xin chư vị đang phiền não vì con cái hay người thân, hãy mở lòng chính mình để xả ly cái tôi, mở lòng với chúng sanh, làm điều lành, nói lời chân thiện. Các vị đầu tư vào Phật pháp, đầu tư vào thiền định, đó chính là sự đầu tư của trí tuệ, dễ sinh lời mà lại không có rủi ro. Hải Toàn cảm ơn các bạn đã xem. Chúc các bạn tâm thân an lạc.